loại nhân lực. Đấy. Ơ sao có một thằng hắt hơi sổ mũi kìa, có cho đi test không? Quân triều đình đến bế đi cách ly. Đây, nhà không có gì ngoài nhân lực nha, các thế hệ mầm non tương lai. Đây, có bác nào thương tình thì trợ giúp cho ít thùng sữa nha. Đây, cháu nó buồn. Vâng, có thèm sữa chưa? Công nhận hợp với kiểu đầu này, trông sáng sủa, đẹp trai. Để một rổ, kia để một rổ tóc trên đầu ấy. À, lấy quả chuối đây. Bắt đích qua mùa dịch cắt tóc lên tay nhỉ. Thằng này cũng vượt vùng phong tỏa đi đâu đây, không cho đi rồi. Đấy, cò sắt em men theo đấy luôn. Đây là đôi bạn cùng tiến này, thằng gầy thằng béo rất hay quặp nhau. Đây là thành quả nha, sau một hồi cắt tóc này này. Đấy, còn một thằng nữa ngủ còn chưa dậy nhá. Thôi nha.